Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến chiều ngày 5 tháng 7, đã có hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong tổng số hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, có hơn 643.000 em đăng ký xét tuyển, chiếm 71,45%. Số lượng thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên chiếm 32,9%. Số thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội chiếm 55,38%. Năm 2020, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự điều chỉnh, chỉ cho phép thí sinh đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp thay vì được dự thi cả hai bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng. Đại diện Cục Quản lý Chất lượng cho biết, sự điều chỉnh này đã giúp thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp đúng với năng lực của bản thân, phù hợp với ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai và ngăn chặn sự xuất hiện của các tổ hợp lạ trong xét tuyển đại học cao đẳng.